hello hello xin chào tất cả các bạn đã đến với live stream ngày hôm nay cùng Hằng Nga. Và các bạn có thấy không ạ, đây là một cái không khí rất là khác lạ so với mọi ngày Hằng Nga xuất hiện trước mặt các bạn đúng không ạ? Một cái khu vực ở ngoài trời, đây chính là một khu vực ở vùng bán đảo Đồ Sơn. Và ngay lúc này đây thì Hằng Nga có thể ngửi được thấy cái mùi hơi mặn của sóng biển, tiếng rì rào của sóng biển cũng như là những cái tiếng chim hót ở xung quanh mình, một cảm giác rất là tuyệt vời, một không khí rất là trong lành. Và hôm nay thì bên cạnh Hằng Nga đây đó chính là một cây lộc vừng. Cây lộc vừng này đó là cái cây cảnh đúng không, các bạn cũng nhìn thấy rồi, đến mùa nó trổ hoa ra thì cây lộc vừng hoa trắng và cây lộc vừng hoa đỏ nó rất là đẹp. Và thôi bây giờ chúng ta hãy tạm gác cái cây lộc vừng này sang một bên. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng với Hằng Nga làm cái bài tập chỉ điểm cổ vai gáy ngay dưới gốc cây lộc vừng này. Nào bạn đã sẵn sàng chưa ạ? Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhé. Nào mình hãy ngồi xuống thẳng, hãy chọn cho mình một cái nơi thoải mái và ngồi và cuộn xương cổ của bạn lại đẩy lưng lên rồi mình thẳng lưng nhé. Chúng ta sẽ bắt đầu bài tập. Nào chúng ta sẽ xoay cổ, hít vào nào, mình xoay cổ từ phải sang trái thở ra. Bắt đầu 5 4 3 2 1 đảo chiều nào, 1 2 3 4 nằm, hít vào mình thở ra, hít vào hai tay bạn làn lại rồi thở ra, bạn hãy chống tay nào, mình đẩy ngửa cằm của mình lên rồi thư giãn và giữ đây. 5 4 3 2 3 1 thở ra hết, hai tay bạn đặt lên gối, cuộn gù lưng lên cao, đưa sát cằm về hõm cổ, mắt nhìn lại nhìn dưới chân nào, hít vào hít thở ra 5 4 3 2 3 1 hít vào nhìn thở ra. Nào bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhá, tiếp tục vai trái của mình nắm lên phía trên đầu gần sát bằng tay, hít một hơi thở ra, nghiêng đầu qua trái nào, mềm người ra, thả lỏng vùng cơ cổ, 5 4 3 2 3 1 hít vào mình thở ra. Nào tay phải của mình cầm áp bàn tay, nghiêng đầu qua phải, 5 4 3 2 3 1 hít vào mình thở ra. Vào bạn đưa tay phải bạn đứng trước thở ra, tay trái mình kéo lại đẩy căng vai của mình ra và lúc này giúp toàn bộ vai chúng ta sẽ được đang thư giãn. 5 4 3 2 3 1 hít vào thở ra, đổi bên nào, dùng tay phải bạn kéo tay trái lại, 1 2 3
và trái của mình đặt lên đầu gối phải. Thở ra vươn tay phải áp sát mang tay, nghiêng người qua bên trái. Nào, bạn hãy nếu có thể mình tay phải mình nắm lấy cẳng chân trái, đẩy người lên, vươn về phía trước, giữ đài. 5 4, nếu không vươn được thì bạn cứ đẩy thẳng cánh tay của mình lên nhé. 3 2 3 1, hít vào, vươn người lên, thở ra. Hít một thời, vươn hai tay lên, thở ra, vươn xem chẳng tay đẩy đầu tiên giữ thẳng và gặp người xuống đây. Nào, giữ ở đây. 5 4, hãy nhớ giữ lưng mình thẳng. Nào, 3 2 3 1, hít vào, vươn người về giữa, thở ra nổi bên to chân trái của bạn lại, duỗi chân phải dài lại, hấp bàn chân ta lên nhé. Hít một hơi nào, tay phải mình ôm lấy đầu gối trái, thở ra vươn tay trái áp sát mặt này, nghiêng người qua bên trái, hãy nhấn mông của mình xuống thẳng nào, đẩy đứng lên đây nào. Nếu bạn không có thể tóm được lấy bàn chân phải của mình, hãy vươn thẳng tay của mình ra như thế này nhé, và giữ nào. 5 4 3 2 3 1, hít vào, vươn người lên, thở ra. Hít một hơi, vươn lên, thở ra. Hai tay nắm lấy chân phải, đẩy ngược lên, thẳng lưng nào. Nếu bạn cảm thấy lưng mình gù sẽ không tiến thêm nhé, mà mình giữ đây thôi. 5, đẩy ngược lên, 4 3 2 3 1, hít vào, vươn người lên, thở ra. Buông tay rồi bạn co gối lại. Nào, các bạn vừa thấy không, bài tập của chúng ta giúp cho các bạn càng giãn toàn bộ vùng cổ, vai, gáy cũng như là cơ gân khoe của chúng ta. Bây giờ hãy chắp hai tay lại trước ngực, nhắm mắt lại nào, hít thở thật sâu, cảm nhận luồng khí đi vào trong mũi, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong, hít vào thật sâu tròn căng bụng lên, thở ra thật chậm, rút sâu rốn vào bên trong. Một lần cuối, hít vào, thấy không? Một bài tập rất là đơn giản đúng không ạ? Không có gì là khó khăn cả, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn giải tỏa toàn bộ vùng căng cứng ở phần cổ, vai, gáy. Và bạn biết không, nếu như mà chúng ta cứ suốt ngày mình làm việc ở trong máy vi tính mà mình không đi lại, mình không vận động thì chắc chắn rồi nó sẽ gây lên căn bệnh đau cổ vai gáy đấy bạn ạ. Một căn bệnh không nguy hiểm sẽ gây rất khó chịu cho người bệnh. Và cái bài tập này của Hằng Nga hôm nay sẽ giúp cho chúng ta giải tỏa toàn bộ vùng căng cứng ở cổ, vai, gáy. Nó còn cho chúng ta một đôi chân mềm mại và linh hoạt cho các bạn trong cả một ngày dài làm việc. Hằng Nga xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những livestream tiếp theo. Namaste.